lần đầu tiên ra mắt tại Hà Nội là một trong chuỗi 5 cơ sở thẩm mỹ công nghệ cao cấp bậc nhất thuộc tập đoàn Sing Group, hệ thống thẩm mỹ số 1 về nâng cơ công nghệ cao hàng đầu châu Á Sing Premium. Trong những năm gần đây, đất nước ta có sự hội nhập quốc tế sâu rộng. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, đời sống con người Việt Nam cũng được nâng cao, không chỉ dừng lại ở mong muốn thỏa mãn nhu cầu ăn no mặc ấm, mà hướng tới ăn ngon mặc đẹp. Trong xu thế đó, các ngành làm đẹp, đặc biệt là spa thẩm mỹ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có đất để phát triển nở rộ và có những bước phát triển đột phá vượt bậc. Tuy nhiên, tình trạng các spa thẩm mỹ mọc lên như nấm sau mưa ngày càng khó để bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho mình. Quan tâm và thấu hiểu nỗi lo của khách hàng, Sing Group đã ra đời với các lĩnh vực sau: viện chăm sóc da và phòng khám da liễu Sing Hào, nâng cơ thẩm mỹ nội khoa với Sing Premium, mỹ phẩm làm đẹp uy tín chất lượng có tại Sing Beauty, Sing Beauty Spa and Cosmetics, Luxury Sing Beauty Spa and Cosmetics là chuỗi nhượng quyền spa thương hiệu. Sing Academy là nơi đào tạo học viên và cấp phép hành nghề cho kỹ thuật viên và chủ spa. Sing Design and Decor chuyên thi công, thiết kế công trình và nội thất. Sing Premium có cơ sở hạ tầng sang trọng theo đúng tiêu chuẩn của tập đoàn Sing Group. Khẳng định chất lượng làm đẹp công nghệ cao được FDA Hoa Kỳ chứng nhận và được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép hoạt động. Sing Premium Hà Nội là nơi hội tụ đội ngũ y bác sĩ được tu nghiệp tại nước ngoài và các chuyên gia hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm cống hiến cho ngành thẩm mỹ da, thẩm mỹ nội khoa, mang sứ mệnh tái sinh nét đẹp thế kỷ mới, tạo ra một kỷ nguyên làm đẹp đột phá kết hợp với công nghệ cao vào làm đẹp. Phòng thực hiện liệu trình cao cấp mang đến cho khách hàng sự thư giãn khi đến với Sing Premium. Sở hữu công nghệ nâng cơ trẻ hóa săn chắc da Thermet FLX, Haifu, Esilit đang làm khuynh đảo thẩm mỹ thế giới hiện nay với hiệu quả vượt trội. Sở hữu hơn 300 thành viên nòng cốt, trải rộng với 8 viện chăm sóc da công nghệ cao. As the director of the European Cosmetics and Pharmaceutical Company, MD Solutions, I'm very honored to cooperate with Sing Group, the leading high-tech beauty salon in Vietnam. Nhiều nếp nhăn rồi chảy xệ, có nhiều vết thâm nám nữa, cho nên mình cũng muốn tìm đến một cái nơi để mà mình cải thiện cái làn da của mình. Thì cái điều mà mình ấn tượng nhất ở Sing đó là cái chất lượng phục vụ cũng như là cái sự thấu hiểu khách hàng của tại Sing đây. Nhăn ở đây rất là sang trọng và rất là thoải mái. Cách phục vụ của các em rất là tận tình và dễ thương. Khi mà Trâm đến với Sing Premium thì Trâm thực sự là rất là choáng ngợp, bởi vì đến đây thì không gian quá là xinh, quá là sang trọng và mỗi góc thì đều có một style khác nhau nha. Các bạn nhân viên thì luôn luôn nở nụ cười rất là tươi và quan tâm cũng như là chăm sóc Trâm rất là tận tình, thực sự rất là dễ thương và thực sự là rất là ấn tượng. Trước sự cạnh tranh của thị trường, Sing Group đặt ra định hướng chiến cùng nhau, đưa Sing Group dẫn đầu thị trường thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt Nam cũng như châu Á Thái Bình Dương, trở thành thương hiệu thẩm mỹ được hàng triệu chị em phụ nữ tin tưởng lựa chọn. Chúng tôi luôn tâm niệm, thành công bắt đầu từ nguồn lực, chất lượng gắn liền với sự đầu tư, lấy phương châm không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển làm kim chỉ nam trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển của mình. Sing Premium cam kết về một thương hiệu thẩm mỹ tầm vóc trong tương lai không xa, từng bước xây dựng thương hiệu và thực hiện sứ mệnh tái sinh nét đẹp thế kỷ mới, tạo ra một kỷ nguyên làm đẹp đột phá.